bảo anh mò được. Đây là một cái bẫy được sáng chế từ những kỹ sư hàng đầu, chuyên gia của bẫy chuột. Toàn làm bằng bìa cắt tông. Bìa cứng này. Nhìn nó rất ngộ nghĩnh nhưng mà tính hiệu quả của nó rất cao. Đây là những công cụ bẫy chuột, bắt chuột tại nhà tốt nhất. Đây là giới thiệu những cái mô hình để chúng ta có thể làm tại nhà. Đấy, và khi như thế này thì chúng ta có thể bẫy những con chuột, những con Chuồng con cáo. để chúng ta mang đi đến những cái nơi mà có nhiều con chuột để chúng ta bẫy thật nhiều chuột. Khả năng để dán cái này vào nó chui ấy. Chui ở đâu? Đây nó dán nó chui vào lỗ này. Chui vào đấy thì nó vẫn phải quay ra chứ. Còn tùy anh dán thì cứ dán thôi. Bây giờ là những công Quay đoạn tít. là tính thử nghiệm và tính hiệu quả của nó. Quay tít đủ luôn. Khả năng dán thì hợp lý hơn, đẹp hơn. Quay đoạn video này thì mình đăng vào cái kênh này. Đủ điều kiện. Chuẩn bị đủ điều kiện này. Lấy được con gà nữa thì nó có giá. Của anh là 15 đô mà nó chả gửi gà cho anh nhỉ? Chả thấy thông báo Gmail mới gì. Sợ thế. Chưa thấy thông báo gì cả. Nạ vậy. 15 rồi, lên 15 đô rồi. Chả thông báo không biết. Hôm nay là thứ ba rồi đúng không? Hôm nay là thứ ba thì lẽ ra là đủ cái là nó hôm sau cái đủ cái hôm sau 10 đô cái là nó đã thông báo cho anh luôn rồi. Chưa nói đến là phải ấy. Không. Thế là thế nào nhỉ? Đang quay cái video của kỹ sư Phú làm thiết kế một cái bẫy chuột huyền thoại đặc biệt làm từ bìa cắt tông cứng.